Sức mạnh lực lượng tàu ngầm Indonesia trước khi mất tích chiếc 402 Trước khi mất tích tàu Nangala 402, lực lượng tàu ngầm Indonesia có tổng cộng 5 chiếc, trong đó nổi bật nhất là 3 chiếc tự đóng nội địa. Trước khi tàu ngầm Nangala 402 của Indonesia mất tích, lực lượng này sở hữu tổng cộng 5 tàu ngầm, trong đó nổi bật nhất là 3 chiếc tàu ngầm lớp Nagapasa do Indonesia tự đóng mới dưới sự chuyển giao công nghệ của Hàn Quốc. Chiếc Nangala 402 vừa mất tích cùng với chiếc Kakra 401 là hai tàu ngầm cũ nhất của lực lượng hải quân Indonesia được nước này mua từ Đức. Đây là hai tàu ngầm được đóng theo lớp Thai 209-1300 do Hải quân Đức thiết kế. Indonesia đặt hàng và đưa hai tàu ngầm loại này nhập biên từ những năm 80 của thế kỷ trước. Theo thiết kế, các tàu ngầm lớp Thai 209 của Đức có chiều dài hơn 60 m lườn rộng 6 m sử dụng động cơ điện diesel để cung cấp lực đẩy cho tàu. Tầm hoạt động tối đa của các tàu ngầm loại này có thể lên tới 20.000 km khi nổi, 15.000 km khi lặn với ống thở hoặc 740 km khi lặn hoàn toàn dưới mặt nước. Để tăng cường sức mạnh của lực lượng tàu ngầm, gia tăng vị thế của Hải quân Indonesia trong khu vực, nước này bắt đầu chương trình lắp ráp tàu ngầm trong nước từ năm 2017 lớp Nagapasa cũng ra đời từ đó. Đây có thể coi là lớp tàu ngầm cải tiến từ lớp Jangpogo do Hàn Quốc thiết kế. Hiện tại lực lượng Hải quân Indonesia đang sử hữu 3 tàu ngầm loại này, dự kiến sẽ đóng thêm 3 chiếc nữa và vươn lên trở thành một trong những lực lượng tàu ngầm đông đảo nhất khu vực. Mỗi tàu ngầm lớp Nagapasa của Indonesia có độ dãn nước 1.400 tấn, dài 61m, tầm hoạt động tối đa chỉ 20.000 km khi nổi, thời gian hoạt động liên tục trên biển 50 ngày. Trên lý thuyết, các tàu ngầm lớp Nagapasa có khả năng lặn sâu tới 500m. Nếu điều này là đúng, đây sẽ là lớp tàu ngầm có khả năng lặn sâu bậc nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tàu được trang bị 8 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, mang theo được 14 ngư lôi các loại và có khả năng triển khai tên lửa qua ống phóng ngư lôi kích thước tiêu chuẩn này. Chiếc Nagapasa mới nhất của Hải quân Indonesia mang số hiệu 405 với tên Alugoro cũng mới chỉ được gia nhập biên chế lực lượng từ tháng 3 năm 2021 vừa rồi. Với lãnh thổ bị chia cắt mạnh, nhiều đảo lớn nhỏ khác nhau, Hải quân Indonesia thực sự cần phát triển lực lượng tàu ngầm hơn nữa để có thể đảm bảo khả năng bao quát toàn bộ vùng biển nội địa. Nếu như, như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.